Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời quý vị và các bạn đi về cái con đường cách mạng tháng 8, Lê Văn Duyệt ngày xưa, để coi mọi người, người dân đó đang được đền bù giải tỏa và đập phá hết những cái lỗ giới để bàn giao làm cái tuyến Metro Sài Gòn Tham Lương. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hiện tại Sài Gòn Camera đang đứng trên con đường cách mạng tháng 8, đi từ hướng quận nhất về ngã tư Bãi Hiền. Đó, bên tay phải tay trái quý vị và các bạn nhìn thấy đã giải tỏa hết và nhà dân đã thụt vô rất là sâu, bắt đầu triển khai cái tuyến Metro Sài Gòn Tham Lương. Cái anh này tội ghê nhỉ, anh đi móc móc cái gì dưới đất này, anh đi kiếm sát khuẩn này kia đó. Đây là một cái tuyến metro mà dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Nó dài đoạn giai đoạn 1 á, từ Sài Gòn Tham Lương, Bến Thành Tham Lương thì nó dài khoảng 11,2 km. Đó, khu vực thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tuyến tàu điện ngầm Metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Và hiện tại thì đã được người dân đã được đền bù và bàn giao mặt bằng, nhưng mà còn còn khá nhiều quý vị bạn, còn khá nhiều ở chỗ thì đã bàn giao rồi, chỗ thì chưa, hàng quán người ta còn bày ra khá nhiều. Thì cái tuyến này nó dài tới 11,3 quý vị, 11,3 km đó. Đi từ Sài Gòn ra tới Tham Lương, kênh Tham Lương ngày xưa có cái cầu Tham Lương luôn đó, là giờ gần cái khu công nghiệp Tân Bình rồi này kia. Nó đi qua các quận như quận 1, quận 3, quận 10, quận 12, quận Tân Bình và quận Tân Phú. Khá dài ha. 6 quận, 6 quận. Trong đó thì có, mình tóm tắt sơ bộ ha, trong đó thì có 9,3 km là đi trên cao và đi ngầm. Còn lại 2 km là cái tuyến dẫn và cái tuyến để mà cho bảo trì tàu chạy vô để bảo trì toa rồi này kia đó. Đó thì tổng cộng khoảng 11,3 km. Bên tay trái cái việc bạn đây chợ chợ Hòa Hưng, chợ Hòa Hưng, chợ Hòa Hưng ngày xưa đó quý vị các bạn. Đó chợ Hòa Hưng, nhìn mấy cái bảng quảng cáo rồi nó cũng bay mất tiêu rồi, còn lại cái chợ thì vẫn còn. Chợ bây giờ chợ chợ truyền thống cũng coi như là cũng cũng khá hay ẩm quý vị các bạn ạ. Từ hôm Tết tới giờ người ta chuyển qua các cái mua bán online đó, các cái gian hàng điện tử đó. Cho nên chợ chợ truyền thống thì đa số là coi như các cái sạp hàng đóng cửa khá nhiều. Đó, đây là cái tuyến đường Lê Văn Duyệt ngày xưa đây, đi về hướng ngã tư Bãi Hiền về bệnh viện Thống Nhất đó. Đó, tới cái đoạn này quý vị các bạn này, nhà cửa hai bên nó còn còn khá nhiều luôn, nhà cửa hai bên còn khá nhiều. Thì cái đoạn ở trên đó nó đập đi rồi, cái đoạn ở trên đập. Còn cái đoạn này thì chưa thấy. Người ta còn buôn bán rồi, tấp nập lắm. Bây giờ là khoảng 1 giờ đó các bạn, bây giờ là khoảng 1 giờ. Ngày 9 tháng 5. Nói chung là người ta đi lại cái con đường này, cái con đường cách mạng tháng 8 này là rất là đông đúc, nhất là những cái giờ cao điểm đa số là bị ùn ứ và kẹt xe trên con đường cách mạng tháng 8. Đó thì mai mốt hình thành cái tuyến Sài Gòn Tham Lương thì chắc là cái áp lực giao thông vô các cái tuyến đường này nó cũng giảm đi nhiều. Cái việc bạn người dân người ta đi ít đi hơn, ví dụ như xe buýt xe điếc người ta ít đi hơn. Đó, người ta đi đi làm á, vô trung tâm người ta làm, người ta ít đi xe Honda hơn chẳng hạn. Nếu mà tiện là người ta lên người ta đi thôi, đi là lên làm thì chiều về thoải mái, vừa nhanh vừa gọn vừa khỏi kẹt xe. Đó thì theo mình được biết cái tuyến metro này quý vị các bạn này, nó khoảng kinh phí, tổng kinh phí nó khoảng 2 tỷ 134 triệu.
USD à, là ghi gớm lắm chứ bộ, 2 tỷ 134 triệu, trên 2 tỷ đô, và dự kiến năm 2030 sẽ đi vào hoạt động và hoàn thành. Riêng cái tiền bồi thường quý vị bạn, riêng cái tiền bồi thường là tới 3.753 tỷ đồng, 3.753 tỷ đồng bồi thường cho người dân đó, để người ta đập đi để dời vô bên trong. Nghĩa là ngày xưa quy hoạch nó không có ấy quý vị, làm nhà làm cửa cứ thòi ra ngoài mặt đường thôi, rồi cái là lộ giới ha, rồi là lấn chiếm đó. Cái hiện trạng nó vậy, rồi bây giờ giải phóng đi cái tiền đền bù khủng khiếp. Có những cái tuyến mà có những cái con đường mà nó hẹp mà đền bù nhiều hơn là cái tiền đền bù, nhiều hơn là cái tiền xây dựng đó, cái tiền làm đường. Ui, đây là giải phóng hàng tồn quý vị này. Siêu thị điện máy giải phóng hàng tồn quá trời, bày ra ngoài luôn, ở trong không ai mua, bây giờ đưa ra ngoài luôn. Ồ, nhất là máy lạnh mùa này quá trời, giải phóng hàng tồn, người ta thắt chặt cái chi tiêu lại quý vị bạn, người ta bóp lại á. Mấy năm nay bây giờ nó hàng điện máy mà, kim khí điện máy mà 1-2 năm là model nó lỗi thời và không xài nó cũng sự, nó cũng hư quý vị. Ba cái đồ điện tử này, linh kiện điện tử này, ba cái kim khí điện máy này này, nghĩa là mình không xài nó cũng lỗi thời, và các cái vật liệu, các cái chi tiết đó, nó cũng coi như là không bền theo thời gian đâu. Ví dụ người ta làm cái sản xuất ra, xài chừng 5 năm, 3 năm thì gì đó nó hư, 7 năm gì đó hư, thì đúng cái thời điểm đó nó hư. À, cho nên là không giải phóng đi là coi như là để cũng ôm xô, cho nên là bày ra được để giải phóng hàng tồn luôn. Đó, những khu vực này bắt đầu tiếp tục người ta lại bàn giao mặt bằng, đập vô thụt vô bên trong. Đúng là này là hàng ngàn căn nhà đó quý vị, hàng trăm căn nhà. Suốt tuyến này là cũng rất là nhiều luôn. Nói chung những cái nhà xây sau á là đã thụt vô rồi ha. À, nhà nước không cấp phép. Còn đây là những cái nhà mà xây trước khi coi như là có quy hoạch. Nghĩa là tại vì con đường này nó hình thành khá lâu rồi, từ trước giải phóng. Đó, người ta cứ làm ra gần mặt đường thôi. À, bây giờ những nhà làm sau thì đã có quy hoạch rồi, thì cứ nhà nào cũng phải thụt cho trong rồi, không ảnh hưởng. À, còn đây là đa số, nghĩa là người ta làm nhà trước khi có cái quy hoạch, cho nên là nhà nước phải bỏ ra một số tiền khá lớn để đền bù. Đó, cho nên quý vị thấy hai bên đường người ta buôn bán hầu như không có vỉa hè luôn. Trước đây là giờ không có vỉa hè, cho nên là mỗi buổi chiều về, mỗi buổi giờ cao điểm giờ tan ca thì xe lúc nào cũng đông và cứng ngắc. Tại vì cái tuyến này nó đi về Bãi Hiền mà, rồi đi về Tân Bình, Tân Phú, Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp, quận 12 đó. Thậm chí là đi về Tây Ninh, đó, Bình Dương, người ta cũng đi cái tuyến này luôn. Cho nên là nó kẹt ghê lắm, kẹt ghê lắm. À, ngày xưa là cứ làm sát ra đường thôi, làm sát ra đường. Cái là bây giờ bảy hàng nó buôn bán, cái là xe Honda đa trên đường đi làm về, ghé vô cái nhiều lúc dừng ở giữa đường luôn, nó mua, cho nên là nó ùn ứ lại, không có lối đi bộ luôn quý vị, không có lối đi, bạn hiểu không được, không có lối đi bộ luôn. Đó, cho nên là hôm nay Sài Gòn Camera muốn mời quý vị các bạn đi trên cái tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 này để coi cái tình hình người dân làm ăn buôn bán, cũng như giải phóng mặt bằng để mà làm cái tuyến metro Sài Gòn Tham Lương. Sài Gòn Camera rất là mong chờ để được đi trải nghiệm thử cái tàu điện trên cao từ Bến Thành Suối Tiên, mà lâu quá quý vị, lâu quá chưa được đi. Nghe nói trong năm nay cũng để đưa vào khai thác, đưa vào để mà vận hành thương mại, thì lúc đó mình mới được đi, chứ bây giờ đang chạy thử thì chưa có điều kiện để đi.
đi để coi cho biết như thế nào. Đi trên cao thì chắc nó mát mẻ hơn đi dưới thấp. Nhiều lúc mình nghĩ đã làm được cái đường trên cao, mình đâu cần phải phải cái toa tàu với việc bạn đưa xe buýt lên đó chạy hai xe đánh nhau, tại vì cái đường đó đi riêng riêng xe buýt mà nhiều lúc còn nhanh hơn các cái toa tàu đó quý vị các bạn. Nên là đường lên cao rồi đưa xe buýt lên nó chạy vừa nhanh vừa tiện vừa gọn, cứ mấy phút một chuyến, mấy phút một chuyến. Thực ra đưa xe buýt lên nó chạy cũng ngon á, đâu có tránh xe Honda, đâu có điểm giao nhau rồi đâu, đi coi như xuất phát từ điểm đầu tới điểm cuối thôi, rồi điểm nào dừng thì cho xuống rồi. Cho nên là đã làm đường trên cao rồi thì đưa xe buýt cho nó chạy luôn, khỏi cần cái toa tàu chứ quý vị. Ra khu vực này là coi như là rộng dữ rồi quý vị này. Cái đây người ta giải phóng trước rồi. Các cái quận này là về Tân Bình rồi. Này về Tân Bình rồi. Một bên là Tân Bình, một bên là đúng rồi, Tân Bình luôn. Đó, quý vị thấy giải phóng rất rộng ghê. Có những cái nhà làm sao là người ta đã thuộc vô sẵn rồi quý vị các bạn. Chỉ có những như mình đã nói đó, những cái nhà làm trước đây, tại vì cái hình cái đường này là hình thành từ lâu mà. Cho nên là người ta làm lấn ra đường, chưa có cái quy hoạch cụ thể. Cho sau này đã quy hoạch rồi thì khi mà xin phép xây dựng á là đều thuộc vô theo cái lộ giới hết. Bây giờ quý vị và các bạn cứ coi trên các cái số số hồng á, số nào cũng có cái ranh lộ giới, và khi mà mình xây nhà thì được phép làm từ cái ranh lộ giới đó đi vào thôi, chứ còn từ cái ranh lộ giới ra đi ra đường á là không cho xây dựng. Có thể làm cổng, làm công trình tạm gì đó, sau khi mà nhà nước muốn mở đường này kia thì lại giải tỏa đó, những cái vật liệu nhẹ. Nhiều lắm quý vị, bây giờ hầu như là các cái tuyến đường ở Sài Gòn là nó nhỏ lại rồi, tại vì cư dân nó đông rồi, người ta buôn bán ra đường á, cho nên là chiều nào cũng vậy, sáng nào cũng vậy, tới cái giờ cao điểm là nó kẹt xe ghê gớm. Lúc này đỡ quý vị, trước dịch hầu như ngày nào cũng kẹt xe. Lúc này quý vị bạn ít nghe nói về cái chuyện kẹt xe trên các cái tuyến đường, tại vì hình như là dân người ta cũng về quê bớt rồi, rồi cái làm ăn buôn bán khó khăn nên người ta cũng ít có ra đường, rồi dân nhập cư người ta cũng trở về quê, đa số là trở về quê rồi. Cái lượng công nhân người ta lên đây cũng ít, chứ ngày xưa thành phố nó thu hút cái lượng giày da giày dép rồi này kia, may mặc xây dựng, thu hút một cái lượng công nhân ghê gớm luôn. Nhưng bây giờ nhất là cái công nhân xây dựng, quý vị đi trên các tuyến đường á thấy ít vô cùng, các công trình lớn hầu như không có luôn. 2-3 năm nay là các cái công trình lớn hầu như không có đó, còn các cái nhà cửa của người dân á, người ta làm cũng ít lắm. Người ai thực sự cần thiết và người ta chuẩn bị tiền từ vài năm trước thì bây giờ người ta mới làm thôi, chứ còn lại là coi như không làm đó. Còn trên các cái tuyến đường này không biết là mấy cái nhà này chưa giải tỏa hay sao, không biết là có dính dáng gì, không biết đi trên cao rồi như thế nào mà sau khu vực này quý vị thấy chưa có động tĩnh gì hết này. Nghĩa là trên tuyến đường này thì không biết đoạn nào giải tỏa trắng, đoạn nào không giải tỏa, cho mình thấy là đi từng đoạn thì đã bàn giao rồi, đập phá hết rồi, còn những đoạn thì nhà cửa vẫn còn. Đó, khu vực này nhà cửa quá trời luôn. Không, đi trên cao thì đi thì cũng phải giải tỏa đi để làm cái các cái trụ trụ đỡ trên cao. Những khu vực này là cứ treo biển cho thuê mặt bằng, nói chung làm ăn lúc này nó khó khăn lắm, thì nhà mặt tiền như quý vị các bạn thấy rồi, đường nào cũng cho thuê cho mướn hết, người ta trả lại nhiều, càng ngày càng nhiều ra. Chỉ có những cái nhà mà người ta cho thuê giá rẻ, cái thứ hai là chủ nhà người ta đứng ra kinh doanh thì vẫn còn, chứ còn mà thuê mướn mặt bằng càng lớn thì càng lỗ nhiều đó. Thì vừa rồi mình đã đi từ cái khu vực chợ ga Hòa Hưng, bây giờ là tới Bãi Hiền rồi.
đó, để quay video phục vụ quý vị và các bạn xem trên cái con đường có gì mới, có gì thay đổi và sinh hoạt của người dân khu vực này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Đó, nếu mình đi thẳng là về Trường Chinh, quẹo phải là Phan Đăng Lưu về sân bay và quẹo trái là Lý Thường Kiệt lên 3 tháng 2. Rồi, video đến đây đã kết thúc. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.